Ivy, ngồi yên con, ngồi yên. Rồi, gắn microphone lên rồi. Thiếu nữ này, Ivy này, Tiểu Mùi đó, ông già thân yêu đó, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay các bạn đã biết rồi đó. Rồi, stand by. Cảnh 1, màn 1. Yo. Hello các đồng minh. Mừng quá. Hôm nay tôi được làm vai chính. Đây, được vai chính là MC. Xin giới thiệu với các đồng minh, đây là ông già của tôi. Nếu mà các bạn chưa biết, trên tay tôi đang cầm một sấp vé số. Và đây là cái phần quà của tôi với là Huy Hến đã hùng lại mua để tặng cho sinh nhật của ông già tôi. Nói chung là đã qua cũng gần một tuần rồi. Tại vì buổi thì cũng còn cái lệnh mà bị cách ly. Còn bây giờ thì gia đình anh của tôi qua đây rồi. Thì đây là cũng cái cơ hội để gia đình ngồi chung lại với nhau và tổ chức sinh nhật của ông già. Ông già nói là ổng không cần gì hết, chỉ cần là một lốc vé số này thôi, 30 tờ là đủ rồi. Đó, ổng nói không cần quà cáp gì hết, chỉ cần vé số. Và kèm theo nữa, hư tóc đây đi con. Kèm theo nữa là có hai chai rượu Hennessy SO. Dạ, yeah, xin mời rượu tới. Mang rượu tới. À, thưa các đồng minh, tôi đóng vai phụ cho video này nha. Nè, đây là quà hai vợ chồng hàng tặng ba này. Tờ này tờ 20 đồng mà trong này có tất cả 30 tờ. Mà theo một nghiên cứu người ta nói nếu mà mình muốn chơi á thì mình phải chơi nguyên một lốc là 30 tờ là 600 đó. Cái top price của nó là 5 triệu phải không? 5 triệu. Thôi ba đơn trùng 5 triệu. Dân bị cướp, ba cùng ăn trùng. Chưa hái thôi. Một người bộn là 400 ngàn. Ok. Rồi. Đang cho ba. Dễ dư ha. Tôi là dân cà phê sổ này, mới cà phê thương cà phê một đúng hết đâu mà. Ba trọng lấy chia như thế nào cho điêu nhau đây? Đây, nếu mà top price tức là 5 triệu. Hai trong hàng 500 ngàn, hai trong khi 500 ngàn. Mà đồ 500, à 1 triệu con, một mình cứ ba thì thử thủ đạo. Yeah. Đó, thì bây giờ ông già tôi nói là có một trò ảo thuật để mà lường gạt con cháu thưa các đồng minh. Sinh nhật của ảnh mà làm sao mà quên cái chương trình lường gạt con cháu. Vâng, thưa các bạn, nguyên một vàng bị lừa gạt. Nguyên một vàng. Rồi, trò ảo thuật với ba. Rồi, móc ra, ông móc. Và tới tất cả các đồng minh, tiết mục lường gạt con cháu ngay ngày sinh nhật của anh ta được bắt đầu nhúc. Ảo thuật gia ra đâu. Đừng tiêu, xem ạ. Rồi. Đầu tiên, bốn cái này. Ok. Thì có 4 đồng xu năm nay. Ok. Rồi, đây cái này lại. Đây cái này lại. Rồi, bắt đầu. Quá. Nhanh tay về đây bác. Wow. Vô ra. Vô tay. Bắt đầu về lại ngay. Về lại. Rồi, về lại. Đây, 4 đồng xu năm nay. Ok. Đây cái này lại. Rồi. Đây cái này lại. 1 2 3. Quá. Ô. Vô tay. Bây giờ đồng tiền xuyên từ trên xuống dưới. Bỏ đi lên. Đây cái này lên. 1 2 3. Xuống. Dựa ra. Ô. Dựa đi ra. Hùng nổi chưa? Rồi. Quay phải có được em tôi kìa. Nó cầm nó rờ kìa. Ok, cho Quyên làm thử cái này. Quyên làm đi. Để nữa làm thử này. Rồi, ông nội vừa bày thiếu nữ xong. Bây giờ để coi thiếu nữ biết làm không nha. Rồi làm đi con. Làm. Rồi vô con. Rồi. Biến kìa. Biến. Lấy ra. Đây bác còn truyền nhấn rồi đó. Bây giờ làm chi? Chào sổ chứ? Ok, rồi. Ngồi đây. Ok. Vỗ tay. Quay thằng bác đứng giật với bước hợp tác kìa. Thôi, Quyên giỏi rồi. Biểu diễn hoài. Bắt nào nè. Ồ, thằng Dịnh làm nhau vậy luôn. Ờ, bà hãy dùng tơ. Chà Hiên, ráng mà phải lục ra từng tơ làm chi? Từ số 0 đến số 29. Từ số 0 đến 29 là 30 tơ đó. Anh ta nói anh ta là cao thủ cào số. Cào số đó như các đồng minh. Nhưng mà chỉ có cạo một đồng ai đâu. Lần đầu tiên anh ta được chơi nguyên lóc 20 đôi thế này. Rất là giang hồ. Anh ta nói mà quyết tâm đổi đời năm nay mà. Còn mê tín chứ nói là hôm nay ngồi ngoài tự nhiên có con bò củi bay lên đùi của anh ta. Biết các bạn có biết con bò củi không? Tôi chẳng biết con từ nói đúng không. Bô hả?
Bữa hả? Con bữa củi là nó cái đầu nó giật giật giật. Anh ta nói là con nó bay lên người hên lắm. Nhưng mà ba còn đơn mua mà mua hệt 600 mà Minh Thú hệt 600 luôn không? À anh ta nói là 30 tờ thì ít nhất phải được vài tờ trúng. 3 đến 400. 3 đến 300. Nếu mà có lỗ thì lỗ khoảng 3 đến 400. Xui lắm thì mình lỗ chân đó. Còn thế ra thì ăn được 1.500-1.700. Đục đắc là 1 triệu đô nha. 5 triệu. Rồi kính thưa tất cả các đồng minh, sau khi mà làm cái thỏa thuộc xong rồi ba tôi còn truyền nghề lại cho thiếu nữ đó, thì cuối cùng chúng ta quyết định đi cầu số. Thì đây, cái tờ này là cái tờ tiền cắt này, bằng bạc luôn á, bạc thật ba. Bạn của vợ tôi nói là cái tờ này rất là may mắn. Thì vợ tôi tình cờ nghĩ ra là chẳng còn gì tuyệt vời hơn, dùng cái này để mà cào số. Sẵn con bồ củi nó bay lên đùi ba tôi, thì bây giờ cái đồng tiền này sẽ giúp ba tôi thẳng tiến đến 5 triệu đô la nha. Rồi, một chiếc gọi tấm linh tí. Rồi, sao đi? Mẹ mới sọc một cái, lại một cái, một tờ. Mẹ tôi có nhiệm vụ là phải book cho ba tôi một tờ kìa. Đây là cái sổ bên do. Sổ do đó, tức là Việt Nam gọi sổ do đó, con cần cảnh sổ mình đánh. Bộn hàng lên sổ mình đánh. Ngố cái cục vang ấy là trùng 500. Cục vang 500. Cục vang 500. Đúng cái này đúng hết luôn, tức là 20 lần luôn. 50 là 20 đúng hết luôn. Được ra cái này ra. Dù ra cái giảm 20. Ra bao tiền? Hết luôn. Hết luôn. Khó hiểu quá. Thôi, bây giờ do từng sổ đi. 32. Phải không? 26, 25 này. 23 không có. 36. Không có phải không? Hai đầu tiếng trống. 17. Không có. 19. Có. Có rồi, có số 19. Do liên nó chấp dẫn chứ để lâu dài phim. Cao luôn. 20 đồng. Đó, số 19 nè, để chỉ cho. Đây 19. 19, 20. Rồi, là tờ đầu tiên là huề vốn rồi đó. Tờ ván ba. 8. Số 8 chứ dùng bao tiền quá. 18. Hồi hộp quá. Để tôi quay cái tờ mình huề vốn được rồi. 30 có. 30 có. Blue em ơi vô tay. 10 đồng à? Mình lời 30 đồng rồi, mình lời 10 đồng. 30. Trước mắt là mình lời 10 đồng. 31. Không có. Hồi hộp à. Bây giờ tôi đứng kia bên hồi hộp hè kìa. 12 đến 13. 21. Không 21 có. Có 21. 20. 50 rồi, vậy là mình lời 30 rồi. Blue hai phái mà hiến. Hai phái. Blue rồi. 34. Rồi. 24. 25. 33. Có không? Không có. 22. Không có. Rồi. Tờ đầu tiên 20, Minh cần ghi xuống chiến bá. 50 đó. Để viên thằng em trai trời đánh tôi này. Rồi, và sau khi ông già tôi đã thắng được 30, không phải là 5 triệu, thì bây giờ tôi phải ra tay. Đùa. Đấy là số do. Số do. Mẹ rồi. Cái bộ thằng em trai thì đánh tôi chẳng được gì rồi. Không có. Dùng cái tờ tiền cắt hơn mà cuối cùng không được gì rồi. 25. Không có. 35 mà ra 25. Rồi tiếp rồi. 8. Có. 8. Số 8 có. Bên lúc cào luôn. 20. Vậy là chắc tờ này huề vốn này. Rồi. Huề vốn là mừng rồi đó. Không có. Không huề vốn rồi. Huề vốn. Tờ này huề vốn rồi. Tờ thứ 2 huề vốn. 27. Rồi huề vốn rồi. 8. 8 nữa. Ô, ba có hai số trong một tờ à? 5. Lời 5 đồng. 20. Không có. Thôi được, chúng ta phụng lời. Lời 5 đồng. Lời 5 đồng, ba kẹp xuống dưới kia đúng ba. Rồi, bây giờ các ba cho con cùng cạo luôn cho vui nè. Huy cạo đi. Video này không phải làm để mà khuyến khích mọi người mua số cạo. Làm quay cho vui thôi. Với lại, theo lời ba tôi nói đó, không biết có hên hay không. Quay thì mình lỗ hay mình lời thì sao? Con cả ném con lên không giờ kỹ, nãy giờ không nghe ai nói là biết không trúng rồi kỹ ngay cho Huyên lên lần luôn á. Thôi chắc rồi, không có. Mày Hiên là cao thưởng, mày Hiên 20 có ba. 20 đi, 33 đi. Rồi tôi thúi hiểu, một tờ không được gì hết.
thưa các đồng minh, bây giờ là cạo đến tờ thứ mấy rồi mà tôi chẳng biết. Mà tôi chỉ biết là ông già tôi nãy giờ là chiến thắng. Chỉ mình ông ta cạo là trúng thôi, hai anh em tôi là cạo trực lức. Nè, bây giờ cạo đến cái số này này. Những cho 10. Đó thì ba tôi nói là 10x này, những cho 10. Thì bây giờ cạo ra cái giá tiền phía dưới, ví dụ đi 1.000 là nhân cho cái giá này là thành 10.000. 5 đồng thì thành 50 đồng. Mình chẳng biết. Bây giờ cạo này, live luôn cho nó hấp dẫn này. Vô cho Hiền. À, số đuôi tượng này. Bao nhiêu? 1.000 ba. Chú nhỏ. 1.000 mày Hiền ơi. Số cũng nhỏ rồi Huy, số cũng nhỏ rồi. Số nhỏ là 10 đồng. Chết mẹ 2 đồng bạc. Trời ơi. 20 đồng đâu gì rồi chứ. Tại vì số cũng nhỏ tại vì 2 đồng mà nhân 10 nó thành 20 đồng. Thôi cạo tiếp. Khi nào trúng lớn mới quay tiếp. Hy vọng vào cái này không? Thưa các đồng minh, hy vọng cái này. Lúc cái thứ hai này nhân 10 này. Nhưng mà trước khi ba tôi cạo thì tôi hỏi mẹ tôi này. Cạo cái thứ mấy rồi? Cạo cái thứ mấy rồi? Bây giờ tôi cạo cái thứ hai rồi, mới có trùng cái không? Mà mẹ mà đi hại. Em tới đây cạo. Đúng này là trực này. Đúng này là trống này. Khoan. Bình thân đi. Để cho ba cạo cái 10x này đó. Súng không to, nó tầm 5, súng không nhỏ nó ta thấy. Rồi, súng nhỏ rồi. 2 đồng nữa hả? 2 đồng nữa rồi. Trời ơi, lại là 20. Làm mừng hụt. Mà nãy giờ trống cũng mới ngôi. Đồng như vậy. Tình hình này chẳng khả quan tí nào. Bộ 5 đồng lên mà. Thưa các đồng minh. 5 chục. Bây giờ là trống khoảng mới có 5 số tờ trống à. Mà trực thì tè le bên này này. Nè. Trong này mẹ tôi dốc góp sức nhiều lắm, mẹ tôi đúng đó. Mẹ tôi với em tôi là đúng đó. Tôi thì nãy giờ trúng được 2 tờ, 1 tờ 20, tờ 30 rồi. 2 lần luôn. Ra số 8 thôi, đừng mua ngang đó. Vâng thưa. Vâng thưa các bạn, bây giờ tôi nói rất là vô lý. Tơi ơi, đất ơi. Số 7 bằng ra số 8. Đó, số 7 bằng ra số 8 thôi, 50 ngang rồi. Đó, hai con dâu này. Có dâu được hay không, nhiều hai con dâu này. Cố lên ba. Vâng thưa các bạn, nguyên một nhà. Cảo. Tôi phải nói thật, ông già tôi quá hên. Nãy giờ là ông trúng không? 40 rồi à. Tờ này đăng là 40 này. 8 tờ mà trực chỉ có 2 tờ. Là trúng 6 tờ đó. Hay thiệt. Xuất sắc. Sao? Hai con dâu. Good or no good? No good. Như no good. Vâng, các bạn có thể nhận ra hai cái này cạo rất là sexy. Nhưng mà xui. Đâu. À, thưa các bạn, biệt thự được số 8 này. Rồi, cô em dâu tôi ngồi kế bên đang khóc. Nó mũi lòng á. 20 đồng. Em thường là sẽ trúng thêm á. Dò thật kỹ nha em. Dò thật kỹ nha. Tôi chỉ biết là ông già tôi là đang on fire. À, tiếng Mỹ gọi là he on fire like barbecue. Ồ. Đây. Trời ơi, 2 số 8 nằm kế nhau. Em đừng cứ cạo cái giá tiền, nó lộn xộn. Em cứ cạo cái số dò thôi. Yeah, biết rồi. Biết mà sao loài phèo loài phổi tùm lum vậy. Còn bà già tôi vẫn đang đi tìm kiếm trong vô vọng. Bà ước mơ được một số để khỏi cảm thấy mặc cảm với chồng với con mà không được. Chưa được số nào hết. À thưa các đồng minh, tình hình là lỗ vốn tầm tổng. Đã đến cái cuối cùng rồi. Lạc tục kiệt lại nha cha Hiền. Lỗ bao nhiêu cho mọi người biết. Và vâng, cảnh này là cảnh tổng kết lại này. Lời lỗ ra sao? Quên. Lỗ bao nhiêu? Đó, đang bấm vô. Lát nữa thằng em tôi sẽ tuyên bố. Không phải, báo cáo kết quả nha. Ôi, đau lòng. Và vâng thưa các bạn, giây phút long trọng đã đến. Rồi, vô anh. 600 đồng. Sau một hồi cộng trừ nhân chia thì chúng tôi chỉ được lời đi lộ. Lộ đến 308. Cái đúng cái số này chỉ thắng được là 220 đồng mà thôi. 220 đồng, bao nhiêu tờ? Tất cả là mấy tờ ta? Tất cả là 9 tờ. 9 tờ, vậy là trực hết 21 tờ. Trực hết 21 tờ. Mà trong đó là mẹ tôi, một mình mẹ tôi là 10 tờ. Bởi vậy người ta nói là còn buồn nào hơn khi phải thua với cả. Bây giờ trừ chỉ còn
Gà. Hú là cày bá, hú cày bá. Ok. Ốp bá cày té ốp. Của tôi là 300 thôi không sao. 300. Đó là của nó có 300 không sao. À, các đồng minh nào mà có ý định nghe người ta suối là mua nguyên lốc lốc số nha. Thì anh em rút kinh nghiệm từ cái video này, có nghĩa là có thể lỗ hơn một nửa đó. Bởi vì người ta có câu là cờ bạc là bác thay mừng. Bỏ đi nha. Bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ số đi đi. Bạn ơi bỏ số đi đi. Tiếc nơi làm chi con số 20 đường.